ok mình xin chào tất cả các bạn hôm nay mình à, sẽ tiếp tục cái series làm game cùng với unity của mình như hôm trước mình đã dừng lại ở việc à, tạo ra cái hiệu ứng à, rung lắc màn hình cũng như là tiếp tục cái à, cái khối gạch của mình ha thì hôm nay mình à, sẽ làm tiếp cái hướng dẫn này cho các bạn để cái game của mình nó càng lúc càng hoàn thiện hơn cũng như là nó cũng đã đi gần tới cái phần kết thúc rồi ok thì hôm trước mình đã dừng lại tại đây cái camera này và mình có đặt những cái offset cho nó để nó tạo ra những cái vị trí ban đầu tuy nhiên trong trường hợp mà các bạn chơi cái game mà các bạn làm ra cái game mà góc nhìn thứ nhất cũng như là game góc nhìn thứ ba thì cái camera nó sẽ di chuyển theo cái nhân vật của mình. Nó không thể cố định một chỗ được nên là mình không thể offset được ha. Để fix cái vấn đề này thì mình cần phải tạo ra một cái game empty và mình đặt tên cho nó ha. Camera. Order. Rồi, ok. Thì sau khi tạo ra cái empty này thì mình xem đây như là một cái player mình reset cái vị trí của nó đồng thời mình sẽ kéo cái camera vào trong cái player này ok không bạn thì mình chỉ giả định đây là một cái player và mình sẽ điều khiển cái player này chứ không phải là mình điều khiển cái camera này ok không thì mình sẽ reset rồi reset lại như hôm trước mình không cần offset cái góc quay cũng như là cái vị trí nữa. Và mình cũng không cần cái vị trí ở đây mà mình sẽ thay đổi vị trí ở ngoài này. Là 25 và quay xuống 90. Đấy thì cái game của mình đã bắt đầu như thế này rồi. Bạn chạy thử ha. Ok, nó đã hoạt động sau khi nó đã hoạt động rồi thì mình phát hiện ra có một cái bức khác đó là hôm trước mình đã dựng các cái khối gạch này nó nằm cách nhau hai đơn vị tuy nhiên hôm nay thì mình thấy nó là nó đã không còn cách nhau nữa mà nó còn overlap lên nhau nó còn chồng lên nhau nữa ha thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách fix luôn các bạn quay lại cái script của mình các bạn mở cái phần riser lên thì hôm trước mình đã load local scale nó bằng cách mình tăng cái này lên hai thì bây giờ mình sẽ thả lại về một bình thường ha ok sau khi mình thả về một lại bình thường rồi thì mình sẽ cho vào đây đấy như các bạn đã thấy thì bây giờ thì các cái cục riser của mình nó đã cách nhau tầm hai đơn vị Nói chung là nhìn nó đã có khoảng cách và rất là đẹp Và bây giờ mình lại phát hiện ra một cái vấn đề mới Đó là cái bóng Khi độ bóng thì nó rất là xấu Nguyên nhân á Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách fix luôn Ở đây thường thì các cái vấn đề mà liên quan về cái hình ảnh hiển thị Thì mình thường chọn cách fix là tìm vào trong cái file HDR này mình đã tạo ra hôm trước và cái hiệu ứng mà độ bóng nó xấu thì nguyên nhân chỉ có thể là cái shadow resolution nó hơi nhỏ ha bây giờ mình sẽ tăng lên đấy mình mới vừa tăng lên xong ở trên này nó đã rất là nét rất là nét rồi ha thì mình sẽ tăng lên à, cao nhất luôn cái này cũng cao nhất luôn rồi ok mình cho chạy thử và kết quả là mình nhìn thấy ở dưới này nè nó đã rất là nét rồi và nếu mình không cần nét nhiều như vậy thì mình sẽ giảm xuống mình sẽ giảm cái này xuống đấy đấy là tùy các bạn các bạn à, thích lựa chọn như thế nào thì mình sẽ lựa chọn cái cách độ bóng riêng hả hoặc là các bạn có thể tắt cách xa đào thì nó sẽ không còn cái bóng nữa thế thôi hay nhưng mà mình muốn cho nó đẹp thì mình sẽ để như vậy rồi mình quyết định chọn hai cái đều là 2048 hết ok Ok thì ở từ đầu video tới giờ mình chỉ nói về cách để mình fix các cái bức mà mình gặp phải trong quá trình mình làm game Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cho cái game của mình nó sinh động hơn Bằng cách add vào cho nó những cái hiệu ứng âm thanh Sound effect ha Ok Mình tạo ra một cái folder mình đặt tên cho nó là sao thì bạn nào chưa biết cách tìm thì các bạn có thể lên Google và tìm cho mình từ khóa sao 8 bit game effect hoặc là 8 bit game sao effect nói chung là tùy các bạn có thể tải nhạc sơn tùng bỏ vào cũng được chả sao cả vấn đề là các bạn có bản quyền hay không thôi Đấy, nếu bạn không có bản quyền thì bạn làm chơi chơi học học hỏi thì ok không sao cả nhưng khi mà các bạn public thì nó có rất là nhiều vấn đề liên quan nên mình sẽ lựa chọn những cái kênh nào mà hắn cho mình free như ví dụ như freesound.org ha thì vào đây mình có thể nghe thử đấy cái âm thanh này thì mình có thể sử dụng cho việc bắn Việc bắn cũng hay lắm nè Đấy Đấy Thì cái này mình có thể lựa chọn những cái âm thanh này cho việc bắn để Cho cái hiệu ứng mà mình bắn viên đạn ra Cũng như là mình tìm một cái hiệu ứng thích hợp để khi cho chọn... cái lựa chọn để làm cho cái hiệu ứng lúc mà game kết thúc hoặc là có một người chơi bị uh, chết tuy ở đây các bạn có thể chọn rất là nhiều sau khi có uh, sao effect rồi thì mình cần một cái sao background nữa ha thì mình uh, đi tìm một cái sao background ngẫu nhiên ok thì uh, mình đây là mình hướng dẫn cho các bạn cách để mình tìm ra những cái uh, hiệu ứng âm thanh mà nó miễn phí ha chứ mình thì uh, mình có chuẩn bị ở đây có ba cái effect. cái thứ nhất là background cái thứ hai là hiệu ứng va chạm và cái thứ ba là hiệu ứng bán đi thì mình cần ba cái này mình copy mình đã tải xuống trước rồi thì bây giờ mình copy mình bỏ vào trong cái folder sau của mình Ok, quay lại game các bạn đợi một tí cho nó import vào Ok, sau khi mà nó đã import vào xong <laughs> thì mình có thể kiểm tra lại bằng cách mở nó lên ở đây mình đã có được các cái âm thanh mà mình cần thì bây giờ mình sẽ quay lại mình tìm một cái à, mình tạo một cái game MT khác và mình đặt tên cho nó là Ok. Mình à, tạo một cái game MT và mình để đâu cũng được. Thôi thì mình reset lại cho nó về giữa sân. Rồi. Bây giờ mình cần add vào đây một cái uh, audio ha. và mình tìm tới một cái audio sụt. Ok thì cái audio sụt này của mình mình đã có rồi và mình cần add vào cho nó một cái uh, gọi là cái uh, audio clip. thì audio clip này chính là những cái file này này bạn bạn cầm thả vào thôi. đấy thì uh, sau khi mình thả vào rồi thì nó đã có cái hiệu ứng âm thanh cho mình ở trong game khi nào mà mình uh, play game thì hiển nhiên nó sẽ uh, play luôn cái cái âm thanh này của mình và ở đây mình có một vài cái chết bóc uh, cái chết bóc move mình sẽ tắt tiếng bad effect listener effect thì những cái này là kiểu mình mình nghĩ mình đoán không lầm á là những cái này là những cái function nó cung cấp cho mình để mình lắng nghe những cái sự kiện mà cũng không tắt nữa. Thôi thì những cái ba cái trên này thì mình sẽ nghiên cứu và nói cho các bạn sau thì bây giờ cái mình cần phải quan tâm đó là play on a quest. Cái game vừa được chạy lên thì nó sẽ play. Và cái sau này của mình thì nó chỉ có mấy giây thôi. Nó rất là ngắn. Nếu mà mình muốn lúp thì mình sẽ tích vào priority thì là là cái độ ưu tiên. Ưu tiên cao thì nó sẽ chơi trước như là có quá nhiều âm thanh thì cái độ ưu tiên cao nó vẫn là cái mà mình nghe thấy đầu tiên. Volume chắc rồi, cái này là hiệu ứng to nhỏ. Cái này thì một vài cái hiệu ứng khác. Một vài cái hiệu ứng làm cho cái âm thanh của mình nó trở nên hay hơn. Ở đây mình để mặc định hết. Ok chưa? Rồi. Thì đấy là về âm thanh về mặt uh, game khi mà nó chạy lên và mình không có điều khiển gì hết Mình không có điều khiển đụng chạm gì tới cái uh, script Vậy khi nào nó bắn ra thì mình làm sao để mình biết được nó thực sự được uh, um, play thì bây giờ mình sẽ tìm tới một cái refab bullet add một cái component audio tương tự như cái kia ha thì cái bullet này của mình thì nó cũng vậy nhưng mà nó khác là nó không cần phải loop. nó được play on a quest nhưng mà nó không không cần phải loop. ok không thì ở đây thì mình vẫn chưa thấy sự xuất hiện của um, script thì mình sẽ cố gắng làm một cái explosion này nó sẽ là sử dụng script ha ok không các bạn mm, ok thì vậy thì mình sẽ thực hiện mình sẽ quay lại prefab explosion và mình cũng add vô nó một cái audio audio show sau đó mình truyền vào cái explosion ở đây mình không play on request nữa Ok không? Vậy thì mình sẽ play khi nào? Ồ, oh, thôi mình à, sử dụng cái này à, cho nó là play đi. Mình đổi lại, mình sẽ lấy cái viên đạn này đi. Tại vì viên đạn này mình sẵn có sẵn một cái script này, Mình đỡ phải viết thêm mất công. Giờ mình tắt cái này đi. Ok không? Rồi, thì cái script này của mình, mình sẽ edit nó. Bây giờ mình sẽ vận dụng script để mình gọi cái đó ha. Audio short. Và cái này của mình thì sẽ bằng là get component audio short. Đấy, thì cái viên đạn này nó sẽ get cái component audio short, tức là nó sẽ lấy cái này, lấy cái component này. Sau đó thì khi nào mà mình muốn nó play, hoặc là khi mình uh, explosion nó uh, play nhưng mà khi mà mình bắn ra á thì hiển nhiên là nó là on stack đúng không bạn on stack. thì stack như sau đây oh, chấm play ok chưa đơn giản mà đúng không ạ thì đây là mình chỉ ứng dụng vào khi mà mình cần cái audio này nó play mà không cần phải gọi nó khi mà nó được tạo. Thì bây giờ mình sẽ gọi nó như thế này luôn. Ok chưa? Vậy là xong. Mình không cần lúc mà mình cũng không cần phải play khi nó được add vào cái scene của mình. Ok, như vậy là mình đã xong. Mình sẽ cho chạy game thử. và khi mà mình bán okay, như vậy là nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình tuy nhiên là mình thấy nó có phần hơi chậm hơi chậm thì mình sẽ cho nó nhanh lên một tí như vậy là mình đã làm xong cái hiệu ứng âm thanh của mình video hướng dẫn hôm nay mình cũng sẽ kết thúc ở đây cảm ơn các bạn